các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh vợ em luôn. Ôi ôi. Thế hả? Vậy luôn hả Trang? Sau đó con đấy, trời ơi, xong vợ con bảo sao mới gặp anh sớm hơn thì tốt. Thật ra sau này con đâu có lấy tiền đâu. Lấy sao được, con lấy nguyên cái cuộc đời ta rồi. Hồi nãy con nói cái vụ mà có người mà chọc con, mà gọi là chọc cho con phát ghen lên á, mà con không thèm ghen á. Dạ đúng rồi, vợ chồng con đang ở nhà thì bạn nó qua nhà chơi, bạn nó đi tự nhiên xông thẳng vô nhà, xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện tình yêu, một câu chuyện hôn nhân của cặp vợ chồng số 1. Trời ơi, bên em có đối thủ rồi. Đó. Mày thật, ngồi đi cưng. Mày. Ngồi đi. Thôi bây giờ trước tiên chúng ta giới thiệu về mình đi nào. Lời đầu tiên cho phép Tuân và Quỳnh Trang xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Lời chào trân trọng. Tuân hiện tại đang làm chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông cho các tập đoàn, rồi có một công ty giải trí riêng, và trước đây thì là ca nhạc sĩ. Tuổi Tuân là 36 tuổi ạ. 36 tuổi. 36 nhìn chững chạc ghê không? Rồi, mời vợ của Tuân. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Con là Trương Quỳnh Trang, là bà xã của anh Tuân. Hiện con đang có một spa là chuyên về nail và gội đầu, và có kinh doanh trầm hương và đá phong thủy ạ. Trang nhiêu tuổi rồi con? Dạ con nhỏ lắm, con năm nay là 26 ạ. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái giây phút đầu tiên mà các bạn chạm mặt nhau. Đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau và gặp có nhau. Ấn tượng gì về nhau? Dạ lần đầu gặp nhau là con có, ngày xưa con có công ty mỹ phẩm, thì con có tìm hiểu trên mạng xã hội rồi trên Google này kia, thì con thấy ông xã con đang là đứng top đứng top về marketing, rồi PR chiến lược cho các nhà hàng, thì con có chủ động con liên hệ và để phát triển cái thương hiệu của con. Thì ngày đầu tiên gặp nhau cũng chỉ để bàn công việc thôi. Thế là xong, sau đó hốt con luôn. Sau đó thì hốt con. Nhưng mà ngày đầu tiên khi mà con nói chuyện với anh, con cảm nhận anh là con người như thế nào? Lúc đó thì cũng chưa có tình cảm nhiều, cũng thì thấy là nghiêm túc và chững chạc, với lại anh có rất là nhiều cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái tư duy tốt cho người gặp. Là thấy tin tưởng và ấm áp đúng dạ, không? Đúng rồi. Nhưng mà con rất thích ảnh không? Lúc đó thật sự là chưa đâu ạ. Lúc đó là chắc hình như cũng sợ em lắm, tại em nghiêm nghiêm hay sao, với lại đầu chọc anh em mình nhìn ngầu lắm. Nhưng mà còn Tuân thì sao? Cái công việc của Tuân thì chắc có lẽ là gặp các cô gái trẻ đẹp xinh tươi là cái chuyện rất là bình thường đúng không? Dạ. Thế mà lần đầu tiên gặp Quỳnh Trang thì thấy thế nào? Trong công việc thì em có làm việc với rất là nhiều người đẹp qua các vai trò, nhiều khi là giám khảo các cuộc thi hoa hậu, rồi em đứng vai trò ông bầu phía sau hay là những ấy, thì em gặp có nhân duyên gặp rất là nhiều các bạn. Nhưng mà bà xã em có một cái điểm đặc biệt hơn tất cả những người khác. Em gặp rất là nhiều các chiêu trò rồi các thế này kia, chưa kể mình chuyên là người lên chiến lược và chuyên xử lý các những cái đó, thì cuối cùng là người chiến thắng được mình là người chân thành, là đổ gục được mình. Aquaseline lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Thời điểm đó cũng giống như rất là nhiều các cô gái đến bên cạnh con, tại vì vợ con thì từng chứng kiến con ở nhà là rất là nhiều cô gái đến chăm sóc, người tới giặt đồ, người tới nấu cơm, người tới dọn dẹp này cái kia, chứng kiến trước mặt luôn. Rồi nhiều khi các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh vợ em luôn. Ôi ôi. Thế hả? Vậy luôn hả Trang? Làm cho con ghen mà không ngờ là con không có ghen. Thôi nhưng cái đó là sao rồi? Bây giờ mình đang hỏi cái giây phút đầu tiên các bạn gặp nhau đó. Thì chắc có lẽ là ở cô này là chắc Tuân phát hiện ra cổ có một cái điều đặc biệt hơn các cô gái kia, đó là cái sự chân thành. Chân thành. Có nghĩa là lần đầu gặp là Tuân đã cảm nhận được cái điều đó ở cô gái này rồi. Đúng. Dạ, tại vì sao hay vậy? Tại vì em xuất phát từ nhà quê, với lại mình có thiền nữa, thành ra mình cảm nhận nó hơi sâu. Trực giác hơi bị tốt đúng không? Trực giác hơi bị tốt. Dạ. Và sau đó là chắc chắn phải có những cái cuộc gặp mặt tiếp theo nữa. Bao lâu thì mới bắt đầu phát sinh tình cảm? Em có quan sát thì vợ em khác với các bạn nữ khác ở một cái là các bạn khác đến với em, đến bên cạnh em cảm nhận được cái gì đó, một cái gì đó.
Còn vợ em thì không giống như những các bạn khác là vợ em lại, tại vì mình đàn ông mình hay lo nghĩ cái chuyện này chuyện kia, đôi khi mình lại không có trọn vẹn được cái chuyện gia đình, những cái chuyện nhỏ. Thì vợ em lại thay thế em chăm sóc cho bố mẹ em, chăm sóc cho em mọi người. Tại vì ngày xưa là em không tính lấy vợ, và em nuôi cháu, nuôi các thứ mọi người ấy. Đó, tính đi tu quá chị. Thì vợ em lại lấp được, làm thay cho con những chuyện đó. Và em nhìn những hình ảnh đó là em lại thích. Dạ, em cực kỳ thích những cái đó. Bao lâu thì coi như con quyết định là coi như con tỏ tình với bà xã? Tức là con dành bao nhiêu lâu để con quan sát vợ con á? Con nghĩ là con sống khá là thuận tự nhiên á. Rồi để mọi thứ nó đến nó cũng không có tỏ tình cũng rất là tự nhiên. Qua một năm đó thì tình cảm cả hai cùng có thì mới mở lời với nhau, mới chấp thuận cho qua nhà này kia chứ, đúng không cô? Vợ con rất là may mắn khi gặp con ở cái chỗ này. Sau này là trước khi gặp con, vợ con tốn rất là nhiều tiền cho những cái nơi này nơi kia, một tiền mà về quảng cáo bia sản phẩm rất là nhiều, đã là nơi này nơi kia nhưng mà không hiệu quả. Sau đó con đấy, trời ơi, xong vợ con bảo sao mới gặp anh sớm hơn thì tốt. Thật ra sau này con đâu có lấy tiền đâu. Lấy sao được, con lấy nguyên cái cuộc đời ta rồi. Thế thì khi mà quen một cái người mà lớn tuổi hơn mình, lại là một người rất thành công, và là một cái người mà thường xuyên tiếp xúc với các mỹ nữ làm trong nghề này, thì gia đình của mình Trang á, có e sợ không? Có e ngại không? Có cản trong khi Trang quá trẻ. Ngày đầu tiên khi mà em dẫn vợ em về em hỏi cưới á, về nhà vợ á, má vợ có bảo là nhìn con phong độ như thế này rồi, gái con theo con nhiều làm sao mà con thương nó lâu được, sao mà con chung thủy được thế này, mà sao mà cưới được, rồi con có hứa là chắc chắn là con sẽ yêu với lo cho nó thứ không, thì con chỉ trả lời là con không thích hứa, tính của con không thích hứa, tại nói thì ai cũng nói được, bây giờ con có thể nói ôi con thương lắm, ai cũng thể miệng ai cũng thể nói được hết. Dạ, mà quan trọng là vợ con sống có xứng đáng với con không. Hay quá. Dạ, cho nên con không thích nói, con thích hành động thôi, hai người có sống có xứng đáng với nhau hay không thôi. Nhưng mà cô hỏi nè, tại vì con không có cái định hướng là con sẽ lấy vợ, con định là con không lấy vợ. Dạ. Thế thì cái lý do gì mà con lại quyết định là cưới Trang? Đúng rồi. Thời điểm đó con có nói với vợ con một chuyện là hiện tại đây là đang là trong cái giai đoạn mà sự nghiệp con đang phát triển rất là tốt, đang rất thăng hoa. Cho nên là con không muốn có em bé trong cái thời điểm này lúc đang quen. Và đừng để con đóng vai ác, tại vì con không ghét nhất chuyện người phụ nữ dùng em bé để mà níu buộc, để mà khống chế người đàn ông. Con cực kỳ ghét cái chuyện đó. Đúng là mọi thứ của cuộc đời con thì vận hành hoàn toàn theo tâm linh. Trong một lần về Bình Phước á, Bình Phước có một cái đền thờ, tự nhiên bốc cái lá thăm. Thăm lại ghi rất là rõ là người tu được phước trời cho, năm sau sẽ có quý tử nối ngôi. Và tự nhiên lá thăm đó là biết là năm sau có con trai rồi. Và tự nhiên năm sau có bầu thật, có con trai thật là Simba nhà mình á cô. Simba, mà nó giống y chang Tuân. Vui lắm, Facebook mà hai cha con giống nhau mắc cười muốn chết luôn á, lúc nó còn nhỏ đó. Hai cái đầu trọc lóc y chang nhau vậy đó. Có theo dõi Facebook. Em có thấy là từ khi mình cưới vợ thì cuộc sống của mình nó thay đổi hơn rất nhiều không? Nó có hai mặt anh ạ. Từ khi có vợ thì em bắt đầu em phải thích nghi một cái chuyện mà cũng hơi khó. Hơi khó là ngày xưa có rất là nhiều phụ nữ quan tâm theo đuổi, rất là nhiều phụ nữ hay chăm sóc cho mình. Từ khi lấy vợ vào thấy bắt đầu các cô không dám chăm sóc nữa. Thì đúng rồi, sao dám? Cũng cả một thời gian mới gọi là thích nghi được với cái điều thích đó. Thích nghi được cái cảm xúc đó, dạ, đúng không? Cái đó. Nhưng mà còn Trang thì sao? Hồi nãy con nói cái vụ mà có người mà chọc con, mà gọi là chọc cho con phát ghen lên đó mà con không thèm ghen á. Dạ đúng rồi, vợ chồng con đang ở nhà thì bạn nó qua nhà chơi, xong rồi lúc đó chưa phải là vợ chồng, lúc đó gọi là mới gọi là có cảm tình, có thương nhau. Bạn nó đi tự nhiên xông thẳng vô nhà, xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Lúc đó phản ứng của Trang sao? Con bình thường đi ra ngoài rửa chén, quét nhà, ai thích làm gì làm. Bạn đó là rất là thích em. Bạn đó là một trong những bạn rất là thích em, nhưng mà bạn đó cứ nghĩ là đó là cảm giác chiến thắng. Đó là cái rất là dở. Hoặc là ví dụ mà có qua bên nhà em cái là xong bạn đó chụp một tấm hình bức cửa sổ, xong bạn ấy đăng lên Facebook là một đêm hạnh phúc. Đó, có nghĩa là rất là nhiều trò. Thế em ngồi em mới cười, trời ơi,
chỉ có chân thành mới hạ gục được em thôi, chứ chiêu trò này chẳng có giá trị gì với em cả. Đây không phải là người mà đi viết lên. Thế là cái cô gái mà đi quét nhà với rửa chén là dính đó. Đúng rồi. Là chân thành đó. Ok. Đây là người phụ nữ mà chảnh nhất trong những người phụ nữ mà con từng gặp. Chảnh với con nhất. Nhưng mà mình lại yêu cái đó, ghê chứ đúng không? Cái đó. Nhưng mà chảnh nhưng mà chân thành. Chảnh nhưng chân thành. Đúng không của em? Mình nó sẽ là của mình. Đã. Rồi bây giờ hai đứa ở với nhau được mấy năm rồi con? Tụi con là từ 2018. 4 năm. Nè nghe. Tới đây sẽ là đến cái phần gọi là khui cái tật xấu. Sao cái cặp này em nghi là ông Tuân này ông không có quá ta? Đâu cứ để Trang nói. Thế có. Ông chững chạc. Trang nói có với anh. Có mà khui đi chứ. Có cái tật ca nhạc sĩ mà ban ngày thì không có đánh đà hát hò đâu. Cái ban đêm 12 giờ 1 giờ sáng trời ơi cầm guitar hát in nổi trong nhà giấc trưa thì cầm guitar đi khắp hành lang trong nơi ở hát hò vô thang máy. Cái âm thanh hành lang nó vọng nó rất là đã, ôm đàn hát trời nó sướng lắm. Nhưng mà bà con người ta thích không Tuân? Chung cư cực kỳ khoái em. Trời, chung cư lại mê em lắm. Ông mang cái năng lượng tích cực đến cho mọi người, năng lượng yêu đời mà. Cái đó là ban ngày thôi chứ còn ban đêm mình cũng buồn ngủ muốn chết đi á. Hát hò. Có thù với âm nhạc cô ạ. Suốt ngày nói em có thù với âm nhạc mà không phải. Rất là khó chịu. Rồi còn gì nữa không? Không biết có khó tính không ta? Khó chứ, cực kỳ khó. Dễ với người ngoài nhanh nhưng mà khó với người nhà, đặc biệt là vợ luôn. Ví dụ khó những cái khó những cái tính là như thế nào? Từ cách ăn, cách nói, cách mặc. Tức là tật khó với con á, đúng không? Không phải là khó với vợ con, mà con có một cái nguyên tắc chung của cuộc đời con. Ở bên cạnh con tuyệt đối không được nói ngôn ngữ tiêu cực. Con cực kỳ ghét, con căm thù cái điều đó. Đó, ví dụ buồn thì không được nói buồn, phải nói là không vui, chưa vui. Não mình sẽ in cái từ vui trong đầu, đó là năng lượng tích cực. Nó sẽ cho mình năng lượng và chữa lành được bệnh tật. Đó, nó rất là trí tuệ. Đó, những cái khó khăn của em thật ra nếu mà áp dụng cực kỳ định, tại vì chữa được bệnh tật nó mang năng lượng để mà làm động lực được cho mọi người. Còn khi mà nếu mà suốt ngày buồn chán nghĩ những cái tiêu cực thì sẽ không làm được cái gì. Ê, nó nghe nè anh suy nghĩ cái thời gian đầu về ở chung chắc Trang áp lực lắm đúng không? Chưa thích nghi anh. Mà luôn luôn là bị cấu là bị cấu là là đang nói xong cái ông sửa lưng hả? Dạ. Là khó chịu lắm không? Hoài khó chịu. Nhưng mà ăn mặc thì sao? Ăn mặc có khó khăn à, ăn mặc thì kín đáo nhưng mà phải tinh tế. Không có hở hang hay là khoe da khoe thịt để khái là như vậy. Nhạc sĩ chắc không? Là lãng mạn lắm chị. Tại vì ông không hề. Ai cũng nghĩ là nghệ sĩ là lãng mạn lắm này kia nhưng mà không hề. Lãng nhất hả? Tại em lãng mạn em bị bắt bài rồi. Em là không thích tặng hoa. Tại vì ngày nào nhà em cũng là ngày lễ, ngày Tết ấy. Ngày nào cũng là ngày vui. Thế cho nên là không có nằm trong cái cứ tới ngày này là phải là lễ. Đó, rồi ví dụ mà em hay có những cái ví dụ vợ ơi, tối nay chồng không về nha, chồng đi qua đêm nha. Xong lù lù em đứng trước cổng về cái trước cho bà bất ngờ. Mà hình như bà bắt bài được sau này bà ấy không bất ngờ nữa. Tại vì cứ như bị hoài đúng không? Một hai lần đầu thì bực. Ok mình tin ha. Đúng rồi, bực lúc đầu bực lắm. Đi. Xong. Sức hiện lên là khỏi. Trời ơi. Bắt bà hết rồi. Vậy con mong mỏi Tuân thay đổi cái gì? Thực ra thì cuộc sống vợ chồng con hiện tại cũng rất là vui vẻ. Tại vì sau thời gian dài thì mình cũng đã thích nghi, mình cũng đã cái gì đúng sai thì mình cũng đã học hỏi và chịu thay đổi. Hiện tại là mình đã sửa đổi rất là nhiều nên thành ra mong lúc nào cũng vui vẻ như vậy được rồi. Bây giờ con, tới Tuân đó. Vợ con còn có cái tật nào chưa tốt, mình không nói tật xấu nha. Không được nói chuyện đó. Thật ra thì đặc tính như phái nữ là thích nói hơi nhiều một xíu. Thì con nghĩ cái đó cũng không phải là tật xấu, chỉ là đôi khi những lúc con không chưa thích hay nghe thôi. Những chưa cái xung quanh thôi. Đó, không phải tật xấu đâu mà là chưa hay, nghĩa là thông qua cái cách nói của Tuân thì cô hiểu là con hơi cằn nhằn đúng không? Cằn nhằn. Nhưng mà sau này thì hầu như không cằn nhằn nữa. Có một cái điều này là rất đặc biệt của vợ em. Có những cái trường hợp là vì công việc, vì những cái mối quan hệ và công việc của em nó rất đặc trưng, rất đặc biệt. Thế cho nên là có những lúc ví dụ như có những cái trường hợp là em kể một câu chuyện này là có đợt con đi tiếp khách cái cô. Thì có một cái cô em gái mưa, cái cô mới nhắn tin cho vợ con. Cô nhắn tin bảo là chị ơi, anh Tuân đang ở trong kia có phụ nữ.
mà có dấu hiệu không lành mạnh. Đó. Xong rồi vợ con mới nhắn tin cho cô lại cô đó là bình thường mà em, đàn ông đi tiếp khách mà. Xong về mới nói lại với con là anh nên coi lại con em của anh, con này không xài được, nó bán đứng anh. Đó là một cái đức tính rất là đặc biệt đúng không? Vậy giờ con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì nữa không Tuân? Con thì chỉ mong là mỗi ngày mình cố gắng hoàn thiện hơn thôi, đừng có dễ dãi với bản thân mình quá. Rồi thôi bây giờ thực sự là theo cái trí tưởng tượng của cô là gia đình con tương đối là gọi là không phải là đại chúng đâu nha. Một cái gia đình tương đối là đặc biệt so với tất cả các cặp gia đình khác. Chồng của con vừa như là một người chồng, vừa như là một ông thầy, một người thầy và vừa như một người cha của con. Mà có đôi lúc lại như là một đứa con nít ở bên cạnh con đúng không? Đúng không? Hỉ nộ ái ố đủ cả là... đúng không? Lâu lâu em thử, con thử cho ghen mà không ghen nha. Có những lúc ví dụ con đi nha, cho con đi luôn. Kệ không gọi về. Bao giờ chán thì con về. Ví dụ mà với tính của con nó cũng ngược nữa. Ví dụ mà cằn nhằn là con đi luôn. Đó, mà ví dụ mà con đang đi với bạn bè, đi với mọi người, chỉ cần nhắn mỗi cái tin trời ơi mình nhớ chồng mình quá là trời ơi mình nhớ chồng mình quá là, quá là con mò về. Đó, thì chồng vợ con thì đang ở chơi cái chiến thuật gọi là Nhu thắng cương, gọi là lạc mềm buộc chặt. Đó, kiểu vậy đó. Và hy vọng rằng là hai bạn sẽ luôn luôn tạo những cái nguồn năng lượng tích cực hơn nữa dành cho không chỉ là dành cho mình mà còn dành cho tất cả mọi người xung quanh. Cảm ơn sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi, thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn không mà ngã đấy. Ôm luôn rồi bây giờ tới Trung đó. Sau vừa thể hiện luôn rồi anh, cảm giảm hay quá lắm. Trông mình hay thôi mà hay quát lắm. Quát em hả? Vâng. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Mời hai em. Wow, trên sân khấu hôm nay là tôi nói nha, những người phụ nữ lên đây đều tuyệt vời hẳn ra. Đó. Mình rất là Bluetooth đúng không? Đẹp cái chị. Chưa, đều là mắt sao gà nó... như nhau. Rồi, chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung, chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Đó. Đừng nói em Quốc Trung. Em là Đức Trung ạ. Đức Trung, tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. Nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội. Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm ở nước Hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì là đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy cũng chưa có ấn tượng gì cả. Thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em mới chơi thể thao, thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ đấy. Thấy ấn tượng quá, cá tính quá, cũng xin, ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế là xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ, lâu rồi. Tức là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng với bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi rồi, hơn một cái đầu cái suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Đều học xa nhà cả. Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé.
em ngày xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Thế là tối là hay hồi đấy bắt đầu quen nhau rồi nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi là người yêu ngày đấy đi dạo phố. À chứ người là người yêu chứ mới là đối tượng mình nhắm tới thôi. Thế là sau kiểu chắc là cô này cũng thích thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không có ngã đấy, an toàn giao thông đi. À anh mày đã bóng. Thế là sau một vài lần trêu ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thế coi như là nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ tình với. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thiệt, chị cũng vậy mà. Có lúc thế, có lúc mà chị 22 tuổi á, dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ, đấy chị là gặp ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu, nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chia chân gì không? Bọn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng. Thì bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về suy nghĩ chia sẻ. Thì cũng chia tay nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn nhau một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng hay là lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn này hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình, và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ chồng, bị già hơn chồng sẽ bỏ mình đấy. Đó vâng, thì vợ bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế, thì cũng muốn là anh ý đang còn trẻ, nhiều cơ hội thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được cái người nó phù hợp với lứa tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt, càng cấm cản máu em ạ. Đấy tuổi trẻ đấy. Thế, đúng rồi. Máu lắm hả chung. Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi, em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời của lại của mình. Nói nghe nhỏ bé quá. Đàn ông nhỏ bé mà. Nhưng nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con. Ngoài đường cá mập. Ra đường cá mập, về nhà cá con. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả? Hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung. Còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên giờ. Thế đứa nào cũng trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thế ra vợ chồng em cũng hiểu nhau thì cũng hiểu công việc của nhau mà. Anh nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian. Thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen. Em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi hơi thôi. Trên giờ làm sao mà gọi thường xuyên không được chứ? Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp. Hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Không chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn, bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học. Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau, chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn biết ngay đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ.
mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không, rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Thì em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là coi như là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới lâu bây giờ là 2022. Làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng. Thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ. Anh Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem đến rồi. Cái phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích. Mà các chị vợ rất thích. Đúng, các anh cũng thích chứ làm như con mình các Chung chị có thích không Chung? Em không. Cường khùng. Anh không hề thích nữa. Tại vì là đàn ông là nhiều tật xấu lắm. Thành ra chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ. Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm. À ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé. Thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay. Và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này. Ăn xong rồi đôi ba chén rượu. Xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc là không quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế. Nhất là lúc đang mang bầu nữa. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân. Anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu. Thì những cái đó cũng thi thoảng cũng càm ràm. Nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến. Mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn. Nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết kiềm chế những cái được, cần trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Xong đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là đó, chơi là game. Cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Mê game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Xấu thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hả? Cảm giảm hay quá lắm. Trông ngày tôi mà hay quá lắm. Quá mà, em hả? Vâng. Mà nhiều khi cô biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách. Tại vì em đọc trên iPad mà. Lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Thích đi đá bóng và thích chơi những cái game liên quan đến đá bóng. Mà em có một cái thời gian quy định thôi. Tức là sau khi con ngủ rồi. Tối muộn muộn, 10 giờ 10 giờ em chơi. Thành ra chơi hơi muộn. Có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá. Thành ra vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Lâu lâu lắm rồi, máy để bụi lắm rồi, không chơi đâu. Thế vợ là hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là cầm máy là chơi game. Mặc định luôn, mặc định cứ cầm luôn. Máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ tật xấu của vợ nè. Quá càm ràm nè. Hay quát cả quát. Chồng cả con. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá. Stress đấy. Hay quát, nhưng mà thôi đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Bây giờ là quát thì thôi dắt con đi ở trong phòng trốn. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu mà thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài, nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc kinh doanh nhiều hơn. Công việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng và con đang ở đâu. Vậy á. Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Thế là vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Bây giờ cô vẫn nhớ cái đây chuyện câu chuyện đấy cách đây 2 năm rồi. Thực ra thì em cũng hay đãng trí. Cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết. Toàn bộ, còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thi thoảng cũng có quên. Đi lên xong lại đi xuống.
Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa á, thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm. Bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều. Và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung dành có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ như em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu bớt game nữa. Game thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Đấy, em quát nhiều em mong vợ em ít quát. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau cũng 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Vâng. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á. Nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng. Hạnh phúc. Và hạnh cái phúc. Công ty ha. Là công ty công phải ty phát triển hơn nữa. Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi. Con mất úp con làm lộng lẫy lắm kiểu con rồi con nói là tối nay chắc bà đón con dạ. Đi cái kiểu nó anh đi ăn với bạn rồi cái trời ơi, con nóng liền cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu nhắn cầu thôi để con 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc cái đường bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn không làm ăn gì luôn thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên ừ đó thì tự làm ăn hai đứa làm ăn nội chứ trời lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á mổ khóc mùa con hả cũng mới đầu con cười cũng khoái lắm con nói làm chuyện mất cười mất cỡ không dám luôn à xong rồi con cũng thấy ừ tự nhiên lớn luôn. Luôn mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Nghe đó em cầu được ước thấy đó. Rồi xin chào mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận và chào khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu là con là Lò Quang Thái, con là người dân tộc Thái. Quê gốc của con thì là ở ngoài Tây Bắc, cụ thể là Lai Châu và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại miền Tây, cụ thể là Sóc Trăng. Hiện tại thì con đang là kinh doanh và đầu tư cho bên mỹ phẩm của công ty vợ con. Mà ở Tú Sóc Trăng cơ. Dạ. Đó, còn con năm nay nhiêu tuổi rồi? Hiện tại thì con đang là 27 tuổi ạ. Con là người Thái Trắng. Dạ, Thái Trắng chính xác ạ. Thái Trắng và con làm việc ở gần Thái Lan. Gần Thái Lan, Sóc Trăng là con mém gần, mém Thái Lan. Đó. Rồi bây giờ mời cả. Dạ, con tên là Dương Thị Kim Hua. Con năm nay là sinh năm 93 là 29 tuổi. Con là kinh doanh mỹ phẩm, con đang là giám đốc kinh doanh của mỹ phẩm Fairy. Hua. Con là ở Sóc Trăng là người Hoa. Người Hoa nhưng mà ông bên nội con là người Hoa nhưng mẹ con lại là người Thừa Thiên Huế. Cũng hơi xa. Hoa như Huế. Hai đứa có con chưa? Dạ có rồi. Con gái hay con trai? Dạ con gái. Không, bây giờ kể đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào và tình yêu nảy nở ra sao? Trước khi mà gặp vợ con á thì là con có tham gia nghệ thuật trong một cái lễ tất niên của công ty vợ con. Thì là có mời giống như là cái team hoặc là cái nhóm mà con gọi là đến diễn một cái lễ tất niên. Con là ca sĩ? Dạ, người mẫu và diễn viên. Thì cũng trong cái lễ tất niên đó thì con bị ấn tượng. Đầu tiên đó là trong lúc mà trong cánh gà mà chuẩn bị ra đôi diễn đó thì là nhìn thấy một cái bảng gọi là cái bằng khen đi. Mà để cái tên là tên Kim Hua. Kim Hua mà đó giờ chưa có nghe ai tên Hua bao giờ nghe mắc cười lắm. Hua hoa không hoa mà hường không hường mà hương không hua. Thế là con bị ấn tượng cái đó. Tên. Kiểu con cũng ngày hôm đó gặp ảnh trong tất niên thì kiểu con cũng thấy trai đẹp thì kiểu con cũng thích thôi. Nhưng mà con thích ảnh. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Tại vì mấy cái ông người mẫu kia đẹp hơn nữa. Kiểu nhìn ta ngon hơn á, kiểu con cũng mê trai á, nhưng mà kiểu con không thích lắm, mà kiểu thích thì mình để nhìn thôi chứ con cũng không quan tâm. Nhưng mà tối đó thì đi chơi thì kiểu trời ơi, sao mà thấy nhìn ai cũng cao to, kiểu miền Tây ở dưới thì không có thấy mấy trai bắt đâu. Ăn cần lắm cô, làm gì cũng nhẹ nhàng á, kiểu công ty con hay tổ chức cho con đi học ở Hà Nội á. Con không sung đi đâu, con không thích đi. Nhưng mà tự nhiên cái biết anh này thì con cũng có động lực rồi, kiểu mình cũng đi. Cái con đăng lên Facebook là con nói là Hà Nội có ai đón không, kiểu vậy thôi à. Ổng nhảy vô. Ổng nhắn tin riêng, ổng nói là trời ra đi anh rước. Cái trời mình nghe mình nôn, mà lên máy bay là thấy hồi hộp có người rước mình này. Mình thích, nhưng mà sau ổng nói là đang đi diễn ở gần sân bay vậy đó. Thì cũng cách khoảng chừng 20-30 cây à. Nên là thôi thì đặt xe taxi cho bạn ấy đi về khách sạn. Con nói là bây giờ anh đang bận đi ăn này, thì mọi người cứ đi rồi hồi mình ra sau. Xong cái giận là nói là kêu bị là cục hứng đó phải không?
Ờ, con mất úp, con làm lộng lẫy lắm. Kiểu con rồi, con nói là tối nay chắc bà đón con dạ. đi. Không chết với tôi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn này. Cái trời ơi, con nóng liền. Cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi đi chơi với mình đi cho ảnh qua. Cái nói thôi, mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu. Nhắn câu vậy thôi. Cái con đi xuống khách sạn thì con cũng định bốc cáp đi chơi với mấy chị, với mấy anh ngoài Hà Nội nữa. Xong cái nói là em nhìn qua đi, anh đang ở sau lưng em nè. Wow. Bên đèn đỏ bên kia. Là giả bộ đúng không? Đỏ, đó. Không, cũng là tính không đi thật. Nhưng mà cái nhắn tin, cái giận thì thôi mình cũng nghĩ là mình còn sắc có lỗi thật. Thì thôi lỡ hứa rồi mà lỡ búc xe về khách sạn thì thôi qua rước đi, gọi là đi ăn chung nguyên nhóm mà. Chứ cũng đâu có nghĩ gì đâu. Đi ăn đi chơi thì say, mà say thì lại phải đi vô bar, vô lắp. Đêm đó đi nhậu tiếp tăng 2, tăng 3 gì cũng không biết rồi, tăng 4 gì luôn. Xong rồi về khách sạn, đó là 4 người, 3 đứa con gái. Say, say quá say luôn. Mà cái lên giạc ngủ thì cái giường nó cũng to lắm. Ảnh với hai ba anh trong phòng mà hai anh kia lên giạc. Có tự nhiên ảnh nằm dưới đất mình lên vậy đó. Sáng con nói, ủa sao ông ta lên đây ngủ anh không lên. Thôi mọi người ngủ đi, thấy chặt quá. Mà hai anh kia thì nằm dưới chân thôi ạ. Con với bé kia thì nằm gần nhau. Cái nói hồi danh lên nè. Các con vỗ cái dẹt con nó lên nằm gần với em nè. Con nó lên nằm gần với em nè. Thời tới Lên luôn. Sáng rồi đưa đi chơi, đưa đi ăn rồi mọi thứ đó. Nó cứ diễn ra như vậy rồi cái hai đứa thành ra quen nhau rồi. Con đứng lên con tuyên bố với nhóm luôn. Người yêu con. Tự nhiên lúc đó là thích hay gì lắm rồi. Tháng bay 4 lần á. Bay con bay ra hay anh bay, bay vô? Bay ra, ổng bay vô cứ làm hoài vậy đó. Bay ra bay vô luôn. Làm thì giúp mình một tuần tầm... là 7 ngày thì 5 ngày thì bay vô thì ở 5 ngày, 6 ngày trong Sóc Trăng rồi con bay ra con 2-3 ngày việc. Kiểu rồi quay con ra ngoài được khoảng tầm 5-6 ngày thì bạn ấy lại bay ra với con. Nhưng mà hua bay ra ngoài đó là có công việc. Cũng còn Thái là bay vô trong đây là có một việc. Ví dụ như khoảng công việc xong rồi bay ra thì khoảng công việc 3 lần thôi, nhưng mà bay ra chơi là khoảng 7 lần rồi đó. Có lần nguyên tháng ở với nhau như đó. Vậy là làm lợi cho hãng, cho hãng máy bay thì đó. Đó, điện là anh Quang Thái hay đặt vé kiểu gì? Vô 15 ngày thì ngoài Hà Nội là công việc bỏ hết luôn. Cái ra ngoài Hà Nội để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc. Cái tương bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không làm ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Ừ đó. Biết sao? Khi hai đứa yêu nhau vậy thì gia đình có biết không? Con theo con nghĩ thì ban đầu không chịu liền đâu, tại vì ngoài miền Bắc thì xa quá, về quê chồng con thì lại là con một trong gia đình nữa, một người. Đầu sông cuối sông đó. Đó xa lắm nên là con biết ban đầu chắc cũng không thích lắm đâu. Từ từ chịu kiểu như hết nổi thì sao á, cái nói anh vô ở trong đây luôn đi anh ơi. Con kêu luôn. Khi mà mình vô trong đây ấy thì chắc chắn là mình phải xin nghỉ việc làm ở ngoài Hà Nội rồi. Mình sẽ nghĩ là mình vào đây là mình sẽ có mọi thứ đầy đủ. Đầu tiên là về tình cảm là hai đứa gần nhau trước này, rồi về có ba mẹ vợ ở trong này. Nhưng mà khi mà con vào thì mọi thứ nó khác hoàn toàn. Khác như thế nào? Đầu tiên là về ngôn ngữ, cách làm việc của con thì là con khác ngược với bên nhà vợ con. Đầu tiên là con hay dậy sớm, con đi thể dục, con đi thể thao. Xong cái con bị một thời gian là con bị gọi là bị tâm lý nó bị không ổn định cho lắm. Bị stress luôn, bị stress đúng đó. Tại vì nhà con mà nay nấy ăn, không ăn cơm chung. 5 ngày thì có một chương trình lên Sài Gòn làm, mình ở nhà không mà. Ở nhà không mà lại rồi sống với bạn gái nữa. Dạ, xong cái vô trong đây mọi thứ nó thay đổi hết. Con có bị mặc cảm không? Khóc luôn á cô. Cái đó là trầm cảm luôn. Ủa, chứ không có giỡn đó. Xem lên Facebook xem bạn bè mình đi diễn này, đi chơi, chụp hình này. Cái tự dưng mình thấy ủa mình vô trong đây là mình vẫn làm, nhưng mà tự dưng mình bị ít show lại, mình bị ít chương trình gọi lại. Tối ngủ cái ấy sao khóc lướt điện thoại hồi là cái hít lại cái gì trời. Thấy chuyện gì buồn hả? Tại vì ổng coi mà chương trình gì cảm động ổng cũng khóc nữa. Hay khóc. Ví dụ vậy nói em nghe cái nói là không có gì đâu rồi, thấy thước hay người ta đi chơi rồi, hoặc ly diễn này, nói trời anh vô đây là anh thương em không, anh thương thì anh vì em nè, rồi còn tương lai nữa, ví dụ anh diễn thì 5 năm, 10 năm nữa anh cũng nghỉ à, nhưng mà bây giờ em đang cần anh, tại vì công việc của con phải thuê người đủ kiểu, con đi nữa, ban đêm ban hôm nữa, con phải mướn con bé kia nó chở con đi nọ, rồi anh đi anh vô anh đi chở em với anh cứ đi với nhau vậy nè, thì kệ đi, nửa anh quen, từ từ anh quen, cứ an ủi gì đó, khóc cũng khóc, nói giờ thôi vậy nhớ khóc đúng không? Cúng đồ đi ngày mai đi về ngoại thì cái con lần đó con thấy buồn hoài, con cũng làm đại đi, mà nếu con nghĩ là về con cũng không có bỏ đâu. Mọi thứ bắt đầu lại cứ suy nghĩ đi lại. Suy nghĩ đi cái bắt đầu sáng đó là nói thôi về anh ở đây với em, xác định tư tưởng luôn, tư tưởng đúng luôn chứ nhiều lần con thấy khóc mình cũng thương mà sao mình bực chứ? Cũng hơi bực khóc là mình thấy giống mình tội nghiệp bản thân mình mà không được mình hiểu đi cái gì đó chắc chắn lắm á. Bây giờ con có em bé chưa? Con có được 7 tháng mấy rồi. Rồi lúc mà vợ đẻ còn cái tặc ghê, tại vì con nói ha, người ta đi đẻ là phải đi liền, mà con đang là trong mùa dịch, tâm điểm 2 tháng 9 là ngay mùa dịch nữa. Con ra trước khoảng tầm là 3-4 ngày gì đó,
là sáng đó là 2 tháng 9 thì bác sĩ nói là chưa có dấu sanh nhưng mà đau bụng hoài, với cái bác sĩ nó đẻ đi, đẻ ngày bữa nay cũng tốt, khánh nữa. Dạ, đấu tranh với nhau, điện cho mẹ làm quá trời, nó là ổng muốn là phải sanh thường, phải sanh tự nhiên, không muốn đẻ mổ nguy hiểm đủ thứ, mà ổng cái gì mà liên quan tới dao kéo là ổng sợ cực kỳ luôn. Xong sợ lắm mà con nói giờ nghe em tin em lần đi, sáng là khám, chiều là đẻ. Mà bên bệnh viện thông báo nha, 4:20 hay gì đó là thai phụ sẽ được lên phòng mổ, người nhà phải chuẩn bị. 4:10 kêu cơm ăn, con thì không được ăn, con đói mà người ta bắt phải đói mà không mà không ăn. Ăn dĩa cơm thiệt bự xong anh đi tắm nha. Nó anh ơi, 4:10 thì 4:15 là còn 5 phút là em đi lên đẻ rồi đó, mà con phải đi tắm cái nữa. Nó con phải chuẩn bị rồi, con xong hết rồi, con chuẩn bị tâm lý đi mặc đồ đi vô bệnh phòng mổ rồi. Anh tắm cái, anh tắm 3 phút là anh xong. Vô tắm bắt nhạc hát, không biết sao là mừng hay là gung hay sao, vô hát gùm beng bên bệnh viện đẩy con đi. Cái nói, anh ơi em đi nghe. Cái ông nói cái gì đó, con cũng nghe, nó là con biết, ông biết con đi không. Con ra con tới phòng mổ rồi, cái người nhà ủa tại sao đi mổ mà không có người nhà lên. Cái con nói chồng con đi tắm rồi chưa kịp lên. Cái bên bệnh viện nói trời ơi vợ đi đẻ mà giờ này chồng tắm. Thôi cho con vô phòng mổ đi, tới giờ thì mổ đi, tại vì mình rồi còn người khác nhiều người ngày hôm đó. Đẩy vô thì là người ta vô rồi, phòng mổ là phòng vô trùng và thứ nhất là bệnh viện đó bệnh viện quốc tế nữa. Ông chạy tới, trời ơi, làm đang mình đang tịnh gây mê gây tê tị sống thì con bé kia nó vô nói là bác ơi bây giờ chồng của chị hua anh Thái á bây giờ muốn gặp vợ quá trời, ảnh khóc rồi, ảnh khóc ở ngoài phòng mổ quá rồi, bác ơi bác cho ảnh vô đi. Bác sĩ nói đây là cái trường hợp mà không thể nào chấp nhận được, nếu sanh thường thì cho vô, sanh mổ là không thể nào. Nhưng rồi. Mà bà chị nói là trời ơi tới nãy anh mất tắm, bà nói chơi vợ đi đẻ mà tắm gì, mà mới đầu là bác sĩ quạo rồi bác sĩ bỏ cái màn cây kem kéo xuống đi rồi kêu vô đi, đúng 10 giây bao nhiêu thôi nha, vô chưa gì khóc, trời ơi khóc mà kiểu em sao ông nắm tay nắm chân mà kiểu trời trời làm thế ghê vậy, kiểu con cũng vậy. Cái bác sĩ thấy ổng như là thể hiện quá ha, tội nghiệp quá. Cái bác sĩ cũng muốn khóc, nói trời lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mổ khóc luôn hả? Con hả? Cũng mới đầu con cười cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mất cười mất cỡ không dám luôn à. Xong rồi con cũng thấy tự nhiên lớn luôn, cái con thấy ổng làm con cũng thấy cũng xúc động luôn, khóc quá à. Cái chi tiết hay nhất là chồng con khóc mà bác sĩ nhìn thấy cảm động đó luôn. Rồi bác sĩ ekip mổ cũng kiểu như nó bị lắng lại, nói trời thôi cho hai vợ chồng nó thể hiện tình cảm đi. Cũng như tại vì cái tật là cứ bị dề dề là hay chậm chậm đó, là không có kịp là đi theo vợ để đi vô phòng mổ, hối hận sợ lắm, sợ mình không gặp được vợ, nhớ vợ cứ bị làm sao để vô phòng một cái, ai vô phòng một cái là mình khóc nhiều hơn. Đấy thấy sợ. Sợ. Cảm giác thứ hai là sợ, mới đầu là hối hận này, thứ hai đúng là rồi, sợ. Sợ tại vì rồi. Vô cái phòng mà mọi thứ nó yên tĩnh này, nó trang nghiêm, lạnh tanh nữa, lạnh lắm, lạnh thật, lạnh thật. Nó nổi da gà nữa. Nó lạnh tại vì là bác sĩ mặc đồ màu xanh, rồi tay cầm dao cầm kéo là trải sẵn trên bàn, rồi vợ nằm đó giống chuẩn bị làm thịt cái gì đó ra. Rồi nó dở. Không sợ thấy thương. Cái cảm giác sợ, sợ là khóc sợ. Nhiều. Để cho bắt nhịp cái không gian trong phòng mổ một cái, bắt đầu có đi kiếm vợ con trong phòng đó. Bắt đầu gặp được vợ, cái mừng mà xin vô nói và đâu có nói được gì, vô khóc. Vô khóc lắm hoài. Nói lại là tôi hiểu cảm xúc của chú này rồi. Rồi bây giờ tới cái phần hay. Thôi tới phần kia đi, phần kia đi. Con coi chương trình Vợ Ông Son này nhiều mà đúng không? Cái phần mà giật mặt không? Kể hết luôn nè. Kể hết luôn. Rồi. Đầu tiên là cái tính nét là trước khi đi đâu làm gì là phải chửi. Chửi vì cái tật là chậm chạp này nọ đó. Đâu chửi sao? Thôi nghe nặng lắm. Thôi nói đi. Thằng salad này không có chịu xưng bằng thằng. Rồi nó, cứ gọi con là nó. Con nói hay mẹ con là kiểu hay nói thằng ấy xàm xàm á, tối ngại đi đâu ghê bực mình ghê quá. Đó là kiểu hay nói như vậy. Rồi xàm tối ngày cái miệng họ nói vậy cái quạo rồi đó. Sinh năm 95 thì nhỏ hơn ta thì kêu bằng mày cũng bình thường nữa. Đó con lớn, ta sinh trước thì đừng có nói vậy, nói sao những lúc bình thường không nói, những lúc mà cãi lộn thì đi nói ra mấy chuyện vậy. Cái đó là tật xấu đó. Tật xấu phải sửa cái đó. Rồi đúng rồi. Vui cũng quạo mà buồn cũng hay quạo. Dễ gì ghen hơn gì ghen. Cứ hỏi về người yêu cũ. Tối trước khi đi ngủ thì hai đứa thì nói chuyện vui đi, rồi nói chuyện cái gì cái đó đi, hay là ngày mai ăn gì làm gì đi chơi. Cứ hỏi lâu lại hỏi là quen ai kể đi. Rồi khi quen là có làm gì không. Mà kể xong vô tư thôi. Có cọc không? Quạo liền, con dãy liền. Đó, lại mất vui luôn. Tự khơi khơi rồi tự quạo đúng rồi. Hỏi nè, đó quen nhiều người anh. Cái nói đó, xong nói trời nhỏ tuổi quen dữ quá ha. Cái họ nói hồi cái có làm gì không? Nói thì quen thì phải làm cái gì mà làm ở đâu. Làm nhiêu lần, trời ơi con hỏi gõ lắm á.
Xong con quạo như quay vô vách ngủ liền. Con nói đó, mới bị lớn mà gì vậy, vậy quạo liền, con dậy liền là con giận. Mà con phải hỏi ra nha, không ra là con không dậy nữa, con cũng làm không nói ra. Là cũng quạo không, không nói cũng quạo, là cái đó là tật xấu. Nói quạo xấu mà xấu tự làm khổ mình đó. Đó rồi sao rồi, giờ con mong hỏi gì nữa nào? Đủ rồi giờ, hỏi giờ tới hùa đó. Con nói ha, không ai mà đàn ông mà cái ga giường á mà thẳng như khách sạn luôn á, hầu như ngày nào cũng vậy. Con nói chú tể của ga giường hay sao á, kiểu như thích cực kỳ. Mình ngủ thì sushi là con của con là thức sớm, thì 7 giờ ổng thức thì hai cha con xuống lầu làm gì làm mình ngủ. Không có nha cô, thức dậy là ổng cuốn cái mùng trước, rồi ổng lấy gối của con, mền của con để quả nồi trước, ổng chừa đúng cái mền cho con nằm thôi, rồi cái dè con nằm mình lên con vậy đó, rồi ổng cũng căng cho thẳng vậy đó. Xong đến 8 giờ 9 giờ thức đi em, thức cho anh dọn dẹp cái giường nó hồi hôm lên làm mà trả lời thách 2 giờ cho em ngủ một chút nữa đi, phải bắt mình thức. Thức xong liền là đi căng cái ga giường, căng thẳng thớm nha. Cộng tóc cũng nói, mà con thì xài tóc nói đi, con gái mình cũng kiểu sửa sạn mà nói cộng tóc nè, tối ngày là tóc nè, rồi tóc rất cái giờ dưới đất cũng lượm lên, thậm chí phân thằng lằn cũng bốc nữa nha cô. Kỹ mà con hứ, trời khủng khiếp quá trời, con không chịu gì luôn á. Con nói quá kỹ rồi, đừng kỹ anh, hãy ẩu đi, em cũng ẩu mà không nha, lúc mà, nào cái đó hợp lý. Cái này nói về chắc dặn con nè, nhưng mà con không nói nữa. Kinh khủng luôn, đôi dép mang ai cũng được mang vô đó nha, mấy dép mang trong nhà á nha. Mang vô một cái hửi liền luôn. Không mà dặn con không có cho con nói đâu nha, nhưng mà con thích hoài mà tới đứa cháu. Dép của ảnh là của ảnh, không ai được quyền mang. Gì cũng hửi hết trơn, cái gì một chút cũng hửi. Kiểu đôi dép mà thấy hơi cái vị trí đôi dép để ngày hôm đó, chỗ đó vậy đó mặn hồi nữa. Ai mang dép con này nè, chắc chắn là phải hửi dép. Dép này của anh mà ai mang nè, mà mắc cười lắm, mẹ nói trời trời, đôi dép nó cũng hửi được đó mà. Bạn này là bị một cái gọi là dị ứng với lại các mùi vị. Rồi thôi, cặp vợ chồng này thì đẹp đôi quá. Đúng rồi. Thì không biết là Thái cũng như là Hua, các bạn có một cái điều gì nó dành cho nhau hay không? Bí mật cho nhau. Đó. À bây giờ em nhờ chương trình cho em lấy món quà. Là à, Hua có quà tặng cho chồng hả? Biết rồi, biết. Là dối tình hôm nay. Nhưng mà thật sự cái món quà này, lần này con muốn cặp nhẫn cưới này con tặng chồng con. Là gì? Hồi đó giờ cái gì giá trị ảnh cũng dành cho con dành hết cho con. Nhưng mà cặp nhẫn này con đặt giá trị con tặng lại cho ảnh, ngược lại cho ảnh. Đây là cầu hôn đúng không? Nhưng mà cầu hôn thì cũng không phải cầu hôn, tại vì con nói là khi cầu hôn con phải ở Đà Lạt con mới chịu, vậy nhẫn phải là hộp bự con mới chịu. Còn cái này thì con tặng cho ảnh, không biết hôm bữa thử chiếc này nhẫn ngón nào nữa. Ủa mà giờ đeo vậy thì sau này cầu hôn thì lại đeo chiếc khác nữa hả? Không, cầu hôn là anh mua nhẫn cầu hôn cho em thôi, nhẫn này em tặng anh rồi. Hai đứa đeo nhẫn cưới luôn á. Quá. Khoe cái chiếc đi, khoe cái chiếc đi rồi à. Thái muốn nói gì với vợ không? Hôm nay có một cái nữa, con muốn vợ con đứng tên. Đúng ra thì cái này vợ con đứng tên nhiều chương trình, là con muốn tặng cho vợ con cái món quà này. Cái này nó cũng bự á, mà cái này nó di chuyển được nghe. Đó là một cái bản hợp đồng mua xe ô tô. Cho vợ ký tên. Ủa tại vì cái này con để cho anh đứng tên mà. Nhưng mà con nghĩ là cái tài sản lớn giá trị thì vợ đứng tên gọi là giữ sẽ hay hơn. Rồi hôm nay là các bạn đã dành những cái món quà dành cho nhau như quá vậy. Trời rồi. Với trên sân khấu này nữa thì rất là ý nghĩa. Người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chị anh kia chưa có vợ à? Lúc em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình? Dạ em chưa. Chưa có người yêu? Vâng chưa luôn. Vì bây giờ bọn em là thứ nhưng là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Em nhiệt tình hơn, em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ hôm nay đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Xin chào. Thế em cầm cái anh gì cầm trên cái tay? Dạ vâng, hôm nay nhân cái cơ hội gặp mà hai MC ở đây thì lời đầu tiên thì em xin thay mặt cho cái cộng đồng nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài xin cảm ơn các MC vì cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận vì những cái chương trình truyền hình rồi những cái tiểu phẩm của anh chị đã góp phần làm cho cái cuộc sống của bên em trong những cái ngày tháng mà lao động vất vả thì có thêm một cái món ăn tinh thần để mà cuộc sống nó bớt đi những cái nỗi nhớ quê hương. Em thì có một thời gian dài vậy sống và làm việc tại Angola.
xa quá ha, Angola. Trên tay đây mọi người rất là quen thuộc, đây là cái mô biểu tượng mô hình cột mốc Trường Sa. Và nó cũng chính là cái điểm đến, điểm kết tinh, điểm gặp gỡ nhân duyên của hai vợ chồng em. Và sau khi về thì bọn em cũng, hai vợ chồng cũng đã phát tâm thành lập một cái quỹ để kêu gọi bà con ủng hộ và hỗ trợ để cùng vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và cũng thay mặt cho các anh chị em trong cái dự án Hành Trình Của Trái Tim thì cũng để tặng, thông qua hai MC để tặng chương trình, và cũng mong là thông qua chương trình thì các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ, người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Hiểu rồi, em cảm ơn chị. Xin thôi chị đại diện chị nhận đi. Rồi, em xin cảm ơn em. Chào chị. Cảm ơn lại. Xin cảm ơn món quà rất ý nghĩa này của hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính thức của chương trình Vợ Chồng Son. Vâng. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin phép được giới thiệu trước. Tôi tên là Lê Hồng Quân. Hiện tại là giám đốc của một công ty truyền thông. Cái công ty của tôi thì cũng lấy cái tên nó cũng gắn với biển đảo, đó là Hoàng Trường Media. Ông Quân bao nhiêu tuổi? Hiện nay đang ở đâu? Dạ, hiện tại thì em 43 tuổi. 43. Vâng. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Nguyễn Cẩm Lai, em là nhà báo ạ. Em là ở báo nào? Em ở đài truyền hình VTC ạ. Em thì là ở kênh truyền hình đối ngoại, chuyên biệt về đối ngoại, tức là quảng bá Việt Nam và phục vụ cho bà con cộng đồng ở nước ngoài. Và cũng chính vì làm báo nhiều năm và tham gia cái mảng đưa tin về người Việt Nam nước ngoài, cho nên đây là vừa là nhân vật, vừa là sản phẩm và cũng là nhuận bút của em. Chắc có lẽ là câu chuyện tình này là bắt đầu từ cái buổi mà trò chuyện phỏng vấn ảnh đúng không? Mà tại Trường Sa đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà lúc đó là Quân đi đâu ra Trường Sa? Em thì được đại diện cho kiều bào của Angola để đi sang ra thăm và làm cái hiểu biết về cái thông tin về thực tế ở ngoài Trường Sa, và sau đó về thì tuyên truyền cho cộng đồng của người Việt Nam. Và bên báo em thì biết được cái thông tin đó cho nên là cử em đi. Rất nhiều lần lỡ hẹn với Trường Sa thì cái năm đó em được cử đi công tác, thì đi chung chuyến tàu với ông này. Khi mà đi cũng giống như là các anh chị em phóng viên báo chí đó, đi thì bao giờ cũng đặt cái mục tiêu là mình sẽ phải có những câu chuyện hay, có những cái nhân vật tốt. Nhân duyên là trong cái chuyến đấy thì có ba đại biểu ở châu Phi, thì đều là ba anh nam cả. Bọn em thì thường hay có cái việc check nhân vật. Thì sau khi mình đã check xong, gọi là có tư liệu về cái nhân vật này, thì thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối, mình phỏng vấn, mình hỏi han thôi. Thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị, thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt, xong rồi bụng thì to. Tại vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên bong tàu đó. Thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi, chị, anh kia chưa có vợ à? Lúc đó em 30 tuổi rồi, mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình? Dạ em chưa. Chưa có người yêu? Vâng, chưa luôn. Thế là em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu dạng như là kiểu có mục tiêu. Mua liền đúng không? Có mục tiêu, thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn. Chứ còn em thì sao, lúc mà em bắt đầu gặp cô phóng viên này thì cảm giác của em như thế nào? Cái tiếp xúc đầu tiên thì nó cũng rất đơn giản thôi, cũng rất là bỡ ngỡ và rất là ngại, tại vì là cũng thời gian đầu thì cũng chưa đứng trước đám đông nhiều, thế nên là thấy nhà báo đến là có tránh. Bắt đầu là có những cái ngày tiếp xúc tiếp theo ấy, thì Cẩm Lai đã hướng dẫn và giúp cho em để em có cái tự tin hơn, và để em chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống ở bên đó, thì bắt đầu mình dần dần mình hòa nhập. Nói chung là nó cũng khó tả lắm, nhưng mà đại loại là có một người con gái này cũng duyên dáng, nói chuyện thì rất là dễ mến, nói chung là có cảm tình đó. Và có cảm tình. Rồi sau đó thì các bạn là đi trong suốt cái chuyến đó thì bao lâu? Thông thường ạ, mỗi cái chuyến mà đi Trường Sa thì là sẽ đi từ khoảng 9 đến 10 ngày. Wow, như vậy là 10 ngày. Tức là mà cái 10 ngày đó nó lại có, thực ra nó lại có với những các anh chị mà bận rộn á, thì sẽ rất là khó. Nhưng đối với bọn em thì với hai là với người mà có mục tiêu như em á, thì nó lại rất thuận lợi, vì 10 ngày đấy gần như là sẽ không có sóng, không có một phương tiện nào liên lạc với bất cứ người thứ ba. Chỉ có gặp nói mà nói thôi. Đúng rồi. Đúng không? Chỉ có gặp bằng, tức là giao tiếp bằng cái phương thức như ngày xưa luôn ạ. Chào, và muốn gọi cái gì thì phải lên cái loa của sở chỉ huy á, là người ta sẽ gọi là chị like lên phòng 501 có cán bộ gặp, hoặc là anh Quân lên này gặp. Thế thành ra vì em lại được phân công vào cái tổ phóng viên ở trên tàu, là cuối một buổi hành trình thì bọn em sẽ cập nhật các thông tin ở đảo. Bình thường ở ngoài như này giọng của em rất là chua, nhưng mà khi mà vào phát thanh và phát sóng các thứ thì trông nó cũng dịu dàng lắm, mà nó sẽ khác. Thế xong khi mà em bước ra khỏi cái phòng thu ấy thì các anh ấy
anh ấy bảo là này em, anh hỏi tí là lúc nãy em vừa phát sóng ở trên đấy. Vâng em. Không tin đó hả? Không tin, không tin. Thế xong rồi ông này ông nhượng là lúc ý là kiểu là rất là hâm mộ cái người ở trên sóng, nhưng mà nhìn thực tế thì kiểu hơi sốc nhiệt. Sai đó. Phải không em? Sao lại vợ em lại sốc nhiệt? Nhìn vợ em rất là duyên dáng luôn. Đúng ạ. Đúng không? Mà thì vợ em thì có thể là lúc đấy mình không có tỏ bày cái cảm xúc của mình, là mình ai đi nói duyên dáng chưa chi đã khen mình cũng bình thường thôi. Nhiều khi nó chỉ làm được cái cảm giác dễ mến rồi thân thuộc rồi gần gũi hơn. Em thì có cái thời gian dài cuộc sống ở nước ngoài, nhiều khi sống độc lập một mình, em có bạn gái bên đó. Trước khi mà em có mở lòng mình với một cái cảm xúc mới thì em có nói thẳng với Lai là nghĩa là anh đã từng có người yêu. Hiện em đã có người yêu. Tất nhiên là cũng trong một cái thời gian ngắn thì chả ai kể là nó sắp thế nọ, nó sắp chia tay, nhưng đại loại là còn có một chút vương vấn để mà xử lý chưa có kết thúc hết. Thực ra là khi mà anh Quân anh có bảo là anh có bạn gái rồi, tại vì khi về đất liền á thì cũng có rất nhiều các cuộc gọi tới tấp thì thấy cũng có ghi là em yêu này kia đó, nhưng em bảo là anh có bạn gái chứ anh đã lấy đâu. Thế anh bảo thế có kế hoạch kết hôn không, bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Anh bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. Cơ hội chia đều cho tất cả. Em rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào. Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh ba phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi. Còn nếu anh không lấy thì anh của anh lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng. Anh không nên đi tìm một phương án khác. Vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài. Làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Mặc dù thời điểm đó em không hề biết, nghĩ là Việt Kiều đó, nhưng không hề biết là gia cảnh như thế nào, gia đình như thế nào, tiền có không, ở biệt thự hay là ở nhà chung cư. Tức là không có một cái gì thông tin nhá. Nhưng em nói luôn ngay khi về đất liền đó, nếu mà đã xác định là lấy chị kia thì thôi, về tổ chức đám cưới bao giờ ấy thì mời, coi như là mình gặp nhau thế vui vui. Còn nếu không thì thôi, quay lấy là em cảm ơn. Đừng em khuyên thật anh là đừng đi tìm hiểu một cô nào nữa, lại mất 5 năm, mất 3 năm. Nó bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chọn bé này? Khoảng độ là 9 tháng. Ồ vậy cũng lâu rồi. Tại vì lâu rồi nha. Thì cái công việc của em lúc đấy là em chưa có về Việt Nam hẳn. Lúc đó okay, là em lại về, xong cái chuyến này lại đi. Xong là thời gian là đi qua bạn. Xong em lại đi, tại vì công việc của em vẫn còn ở bên đó. Em đi đến một cái quyết định là đây là cái người sẽ đồng hành cùng mình trong cái cuộc sống và những phần đời còn lại của mình. Và mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc, và mình sẽ làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng sau 9 tháng là hai bạn chính thức là yêu nhau đấy, đúng không? Gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau không? Gia đình bên em thì em không có dẫn đồng chí này về nhà nhiều. Không dẫn về một ngày nào. Không dẫn về trước luôn. Khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về. Và em không biết nhà ông to, ôi, to vật vã, to lắm thì luôn. Nhà ở đâu em? Mà biết thế em còn tấn công nhà sớm đâu? Hơn. Nhà ở Cầu Giấy Hà Nội. Cầu Giấy Hà Nội. Bố mẹ em thì cũng nói, tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi. Vợ em nó nói nó trúng số. Em nghĩ là đúng là cứ đam mê á. Rồi vận may nó sẽ đến, đúng thật sự luôn ạ. Vì em 87, đồng chí này 78. Hai cái số nó đã thất bát bát thất rồi, là các cụ đã không thích. Các cụ đã thế sao rồi lại tuổi lại tứ hành xung. Đồng chí này thì cũng bày tỏ là bây giờ mẹ anh không thích em. Mẹ anh bảo là bọn mình không hợp tuổi, xung tuổi này kia. Thế em lại vẫn quan điểm cũ, em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à? Em bảo thế đấy, bảo thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào, tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em? Thứ hai là anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn lo là anh còn đi vợ còn phải đi bước nữa. 40 tuổi thì anh định đi bước nữa mà mấy tuổi. Em bảo thế. Em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nếu mẹ anh đi. Nghĩa là em vẫn tự tin. Em rất tự tin ạ. Hay quá. Vâng. Em... Cuối cùng thì bây giờ sao, tình cảm của mẹ dành cho cô bé vợ này sao? Khi ở thời điểm này em đang ngồi ở đây thì em có một bạn nhỏ, bạn lớn là 32 tháng, đang học mẫu giáo, mẫu lớp mầm non. Còn một bạn nhỏ là 5 tháng, em mới sinh 5 tháng rồi ạ. Mà một mình bà cân hai đứa cho hai vợ chồng đi vào đây 3 ngày rồi. Trời ơi, vậy hả? Bà, tức là bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà năm nay 75. 75. Và nữa là từ khi mà con bé đầu 8 tháng là nó ngủ với bà. Và sau khi mà bạn nhỏ kia 2 tháng
là cũng ngủ với bà. Một mình bà cân buổi tối hai đứa và chúng là bây giờ là bà cân hai đứa luôn. Vâng, nhưng mà làm một trai một gái hay là như nào? Dạ, hai con gái. Của em hai đứa gái. Trời ơi. Rồi bây giờ là các em ở với nhau là 4 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Có những cái tật xấu gì của nhau lòi ra hết không? Lúc yêu không thấy là chắc chắn luôn, vì đấy, vì thực ra đấy, em cứ mọi người cũng từ thắc mắc là kiểu lớn á mà kiểu ý là bọn mày yêu nhau tận năm mà kiểu ý không đi nhà nghỉ á, cho nên không phát hiện ra điều này. Ủa ngáy to kinh khủng mà ồn là em sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng mà cũng may là mấy đứa nhỏ nó ngủ với bà đúng không? Vâng. Chứ nó ngủ với bố chắc cũng ngáy. Cũng may chắc là em mặc dù kiên định, nhưng nếu mà có nhỡ mà kiểu lúc đang yêu mà đi nhà nghỉ mà phát hiện ra ngáy thì chắc là em cũng say quá bậy. May cho ông này ạ. Thôi nhưng mà cái ngáy đâu phải tật xấu đâu. Vâng. Xấu lắm. Cái đó là cái nỗi khổ của người đàn ông mình. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi có tật gì nữa không? Không, thực ra là vì anh này, anh ấy rất là kiểu mô phạm với người rất là đạo mạo các thứ đó, nên là có mỗi cái tật đấy thôi. Có gia trưởng không? Không gia trưởng ạ. Vì bây giờ bọn em là thứ, nhưng là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Có những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài rất là nhiều mà đôi khi bỏ quên gia đình hay không? Lại không có luôn, mà cái đấy là em nhiệt tình hơn. Em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ hôm nay đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em đúng đó. À, nhưng mà là chăm con không? Có biết chăm con không? Có chơi với con hay không? Em chỉ cần nói chi tiết này thôi nhá. Rồi lại khen. Em sinh hai đứa mà em còn không biết cái mới sinh là có cái miếng dán bỉm á. Em cũng không biết đặt nó vào chiều nào mà ông này ông ra ông làm luôn. Là ông bố quốc dân, ông chồng quốc dân luôn. Bây giờ là nhường cho em đó, để em nói về cô bé hoang dã này đi. Vợ em thì cái công tác báo chí thì thường là làm lệch giờ và đi về khuya về tối. Rồi có những cái dự án dài ngày thì nói chung là mệt mỏi, thì sau này các cái bạn bè thì sẽ tổ chức những cái cuộc hội ngộ với nhau. Thì tất nhiên là cũng có cái kéo em đi. Thì vợ em rất muốn em hiện diện cùng với các bạn bè. Cũng có lần thì cũng uống rất tới mà sau đó em đưa về. Vợ em thì có một cái là vợ em là các em chưa hài lòng á, ưu tú trong nghệ thuật sắp đặt tại gia đình. À chắc là nó ngược lại, tức là hơi bừa bộn đúng không? À không, em cũng không định nghĩa giống anh, mà nhiều khi nó phải định nghĩa không nghe nắp đúng không? Dạ vợ em thì nhiều khi đấy cũng là có cái thói quen thời gian dài ở xa bố mẹ gia đình và mọi thứ nó để nó theo một thứ nghệ thuật mà mình không cảm thấy nó đúng vị trí. Trường phái trừu tượng. À, trường phái trừu tượng, đấy là đấy chị thấy ông phải ông mô phạm mức độ mà kẻ xấu vợ ông phải nói lòng vòng suốt ngày. Ông ấy bảo em là sao quần áo cứ để lên cái bàn làm việc của anh thế, sao quần áo cứ vứt ra đây thế, con cái nó lớn rồi thì nó học theo con bảo gái mà. Thì anh dọn vào làm mẹ sao đâu mà có bị ý kiến lắm, thế là sau này là con gái học theo là chết em. Chết em đấy. Em phải làm ba gấp ba lần á, đúng không? Rồi nấu nướng nấu ăn thì sao, vào bếp khi nàng vào bếp thì sao? Vợ em nấu những món mà nó truyền thống thì có thể là rất ngon. Đấy là theo cái cảm giác của em. Tại vì lâu lâu của em mới vào, tại vì là đấy, lâu lâu mới nấu cho bà bữa. Đặc thù công việc thì chỉ cuối tuần thôi. Như vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì để cho vợ em hoàn thiện hơn nữa không? Thì thực ra thì chồng cũng mong muốn là cuối ngày về thì ví dụ như gia đình ấm ấm trên cái mâm cơm đấy của gia đình, ngon, nóng, sốt. Rồi vợ chuẩn bị những cái thứ mà cho con cái để mà bé được trưởng thành một cách tốt, và cũng như là để đến trường mọi thứ chuẩn bị tốt chẳng hạn. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy, không có gì cả. Cô nghe không cô like. Đấy, cô nghe không cô like. Về cô like thì chắc có lẽ là không mong muốn chồng thay đổi điều gì đúng không? Thực ra thì em cũng thấy mình cũng kiểu nhiều khi là mình được vào cái thế là mẹ chồng thì đã làm hết, rất yêu thương, chồng thì rất là đảm đang tháo vát ấy. Nhiều khi đương nhiên cũng thấy là mình đang bị trượt một chút. Ý đúng không? Làm hơi ỉ lại một tí, là đại khái là đã có người làm hết rồi. Nhưng có những lúc nhìn lại là cũng thấy và cũng cần phải thay đổi. Thôi bây giờ anh có một cái đề nghị như thế này. Dạ. Hôm nay là nhân kỷ niệm các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì cô có cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình hay không? Hay muốn thể hiện điều gì đó với vợ mình hay không? Tặng vợ mình một cái gì đó không? Dạ. Một cái gì đó bất ngờ, surprise với like. Tinh cũng được. Rồi, em không làm được nữa. Em xin phép hãy rồi. Chị cũng xin phép chương trình tổng tặng vợ bó hoa tươi thắm nhân cái kỷ niệm này, chúng ta về với cái nơi mà chúng ta bắt đầu cho tình yêu của chúng ta, và mong muốn rằng là hai bờ vai này sẽ là nơi mà vợ cũng như là các con luôn tin tưởng và cũng như là dựa vào, và chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Đấy.
đấy vẫn đúng lên như nào sau. À, thực sự là em là rất 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 là biết ơn anh khi mà đồng ý lấy em. Em vẫn luôn nói đó là anh sẽ không bao giờ hối hận. Chắc chắn là trong quãng đường còn dài phía trước, ít nhất là chúng ta sẽ còn phải khoảng bèo được phải 50 năm nữa. Thế thì là mình cũng sẽ cố gắng để nắm tay nhau vượt qua những cái khó khăn. Vì cũng phía trước mình sẽ không biết được điều gì. Và quan trọng nhất bây giờ là phía sau lưng anh, không phải mình em mà có cả con, hai con nữa. Và em rất mong là anh sẽ lại tiếp tục đang thế này thì sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chèo lái cả cái gia đình của mình. Phúc rất là biết ơn anh nhà, cố gắng là sửa cho em thêm nữa. Em sửa. Em sẽ sửa. Cảm ơn chương trình Quân với Đài nhé.